thân mời các bạn cùng nghe chương trình Tương tác Thánh Kinh của NTC Dấu Yêu. Ê-sa-tê chương 6, dân hồi hé lộ kết cuộc xấu về Ha-man. Sự việc xảy ra trong đêm sau yến tiệc của Hoàng hậu Ê-sa-tê. Kinh Thánh không cho biết vua gặp chuyện gì mà đêm hôm ấy lại không ngủ được. Đột nhiên, vua sai người đọc cho vua nghe sách biên niên sử. Cũng vì cớ đó, vua biết được sự thật về Mạc Đô Chê. Ông là người đã khám phá ra âm mưu hại vua và cứu mạng vua lúc ấy. Nhưng ông lại chưa được ban thưởng gì vì công trạng đó. Vừa hay lúc đó ngoài cửa có Haman đến từ sáng sớm để ra mắt vua. Vua bèn truyền vào và nhờ ông ta cho ý kiến về việc nên làm để vua bày tỏ lòng tôn trọng với một người đặc biệt. Haman tưởng rằng vua sắp sửa tôn vinh ông ta. Thế là ông đề ra một kế hoạch hết sức hoành tráng. Người được vua tôn trọng sẽ được vinh danh trước toàn dân trong thành. Đích thân một vị quan có chức vụ cao nhất trong vương quốc sẽ tổ chức một cuộc diễu hành, và đích thân vị quan đó phải luôn miệng vinh danh người được vua tôn trọng. Khi nghe xong, vua Aseru liền chấp nhận kế hoạch đó. Vua truyền cho Haman phải đích thân đi vinh danh Mạc Đô Chê giữa kinh đô Susa. Tình hình xoay chuyển hết sức bất ngờ làm Haman muốn ngã ngửa. Không còn cách nào khác, Haman dù trong lòng căm hận thấu xương, nhưng ông ta phải đè nén lại và đi vinh danh Mạc Đô Chê. Xong cuộc diễu hành, Haman trở về nhà với tâm trạng không hề dễ chịu và bực bội. Khi biết sự việc, vợ ông và những người bạn liền báo trước về cái kết của đời ông. Ông bắt đầu thất thế trước Mạc Đô Chê rồi. Nếu hắn quả thuộc về dòng dõi Do Thái thì ông sẽ không thắng hắn được đâu, nhưng chắc chắn sẽ thất bại trước hắn. Ngay lúc đó, Haman lại phải vào cung để dự bữa tiệc thứ hai của Hoàng hậu Ê-sa-tê. Kẻ mưu làm điều ác như Haman đã bắt đầu nếm mùi thất bại. Câu chuyện này nhắc chúng ta nhớ rằng kẻ ác sẽ không bao giờ thắng mãi. Câu hỏi suy ngẫm: bạn có thường lên kế hoạch để yêu thương, gây dựng người khác? Bạn có đang nản lòng vì chứng kiến kẻ ác đang thắng thế chăng? Hãy lắng nghe lời Chúa phán trong Châm Ngôn đoạn 16, câu 4 đến câu 6. Đức Giê-hô-va dựng nên muôn vật đều có mục đích, ngay cả kẻ ác cũng là để dành cho ngày tai họa.
Đức Giê-hô-va ghê tởm mọi kẻ có lòng kiêu ngạo. Chắc chắn nó sẽ không tránh khỏi hình phạt. Nhờ sự nhân từ và chân thật mà tội lỗi được tha thứ. Bởi sự kính sợ Đức Giê-hô-va, người ta tránh khỏi điều ác. Chúng ta cùng cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời, xin giữ cho tâm linh con luôn trông cậy nơi Ngài, dẫu khi con phải sống giữa khung cảnh kẻ ác đang thắng thế. Xin giúp con tìm cầu điều tốt lành cho người khác. Nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Thân ái chào các bạn. Hẹn gặp lại vào ngày mai. Thank you.